Thưa quý khán giả, từ cuối tháng 9, thị trường thương mại điện tử xôn xao khi sàn thương mại điện tử xuyên biên giới Temu bắt đầu có động thái thâm nhập vào Việt Nam. Website hay ứng dụng của sàn này đã chính thức ra mắt phiên bản tiếng Việt. Temu cũng bắt đầu quảng cáo rầm rộ trên các nền tảng mạng xã hội để tiếp cận người dùng Việt. Nhiều chuyên gia đang lo lắng về những rủi ro nếu như người dùng bất chấp sử dụng mà không tìm hiểu kỹ. Vừa xuất hiện tại Việt Nam, nhiều chuyên gia đã lo ngại về tính hợp pháp của Temu khi người dùng có thể vào các kho ứng dụng trên điện thoại để tải app và mua hàng, thanh toán trên nền tảng này với phiên bản tiếng Việt. Theo quy định, các sàn bán lẻ online xuyên biên giới có tên miền Việt Nam, ngôn ngữ hiển thị là tiếng Việt hoặc có trên 100.000 lượt giao dịch một năm từ Việt Nam thì phải đăng ký hoạt động. Phía Cục Thương mại Điện tử và Kỹ thuật số khẳng định Temu chưa đăng ký hoạt động tại Việt Nam. Bà Lê Thị Hà, Cục Thương mại Điện tử và Kinh tế số Bộ Công Thương cho biết, hiện tại chúng tôi đang tiếp tục làm việc với Temu để sàn này hiểu biết hơn và thực hiện theo pháp luật Việt Nam. Với người tiêu dùng khi mua sắm trên các sàn thương mại điện tử, đặc biệt là thương mại điện tử xuyên biên giới mà chưa được Bộ Công Thương xác nhận, được công bố trên cổng thông tin quản lý hoạt động thương mại điện tử online.gov.vn, phải thực sự cẩn trọng. Thống kê cho thấy 9 tháng đầu năm, doanh thu thương mại điện tử Việt Nam đạt khoảng 28 tỷ đô la Mỹ, tăng 36% so với cùng kỳ năm trước. Vấn đề được quan tâm là hàng Việt chiếm tỷ lệ bao nhiêu trong 28 tỷ đô la Mỹ này. Hình thức kinh doanh của các sàn thương mại điện tử như Temu là kết nối trực tiếp người mua hàng với nhà sản xuất. Mô hình bán hàng giá rẻ tận xưởng giúp thu hút tập người dùng tìm kiếm sản phẩm giá rẻ. Nhiều chuyên gia lo ngại hàng giá rẻ bán trên các sàn thương mại điện tử quốc tế tràn vào Việt Nam sẽ đe dọa hàng hóa, doanh nghiệp nội địa. Ông Hoàng Giang Cường, Ủy viên Ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội cho rằng cần có chính sách phát triển các nền tảng trong nước. Ngoài ra, sản phẩm trong nước cũng phải nâng cao chất lượng, tận dụng tâm lý ưa chuộng hàng Việt Nam của người tiêu dùng. Bên cạnh đó, cơ quan quản lý cũng phải cảnh báo, nhắc nhở người tiêu dùng tỉnh táo trước quảng cáo sản phẩm với mức giá thấp đến phi thực tế để tự bảo vệ quyền lợi của mình. Rõ ràng, sức ép cạnh tranh hiện nay đối với hàng Việt là khốc liệt hơn do thương mại điện tử là kênh phân phối rất đặc thù. Trước mắt, cần hoàn thiện hệ thống luật pháp thuế và thị trường để thực thi hiệu quả, chặt chẽ hơn, tăng cường biện pháp quản lý thuế, thị trường để hàng hóa nước ngoài bình đẳng với hàng sản xuất trong nước. Sau đó nữa, sẽ cần ra soát chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nội địa, xem thực sự có hiệu quả hay không và hiệu quả đến đâu, bất cập chỗ nào để hỗ trợ kịp thời doanh nghiệp và hàng nội trên chính sân nhà.